ổn trời ơi vừa tự nhiên đánh tao đánh tao rồi không kẹt trời ơi quên không thấy nữa quên lắc cái tim này không trời đất ơi người ta bị đánh rồi mình muốn vô phụ chứ trời ơi trời ơi còn cái câu chuyện của tao với mày đâu mà làm cho người ta thắng tác đó chị trời ơi trời ơi bất dạy nè mày ơi mày đau nha mấy mày làm đi tao liên can cho cái gia đình này tự nhiên tại vì mày đứng ở ngoài mà mày không chịu can đó tao xin lỗi mày má sao mày nhảy chứ hai người cô mẹ, mỗi ta chung sức chứ không phải là sung sức nữa mẹ. Mày hát có
cái đàn đấy. Cái nhạc cái đùng 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 đùng. Tôi lên đây chim tôi bóc phốt mọi người nghe. Sao lại chắc tôi sợ à? Ủa đi ai vậy?